Kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình văn nghệ ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe một nhạc phẩm mà trong đây có những câu hát như: Tôi muốn mời em về, nhưng quê hương tôi quá xa. Bên kia bờ Thái Bình bao la, tôi muốn mời em về, nhưng chim kia đã gãy cánh, nhưng mây kia đã ngừng bay. Những lời tâm tình này đã được ca nhạc sĩ Việt Dũng gửi gắm trong nhạc phẩm Mời Em Về. Và ngày hôm nay, xin quý vị một tràng vỗ tay để chào đón tiếng hát của ca nhạc sĩ Hành Cư cùng với phần biểu diễn của các anh chị em trong câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Tôi muốn mời em về thăm đài trong mưa buồn mưa thưa. Tôi muốn mời em về thăm lại Sài Gòn xưa, duy tân chiều say nắng của môi nồng hương xưa. Tôi muốn mời em về những quê we'll be right back.